chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình Văn hóa nghệ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, trong những năm qua tại Bà Rịa Vũng Tàu thường xuyên có các hoạt động triển lãm gốm sứ, thu hút đông đảo người dân đến xem và chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật. Hoạt động này không chỉ giúp người dân, du khách hiểu hơn về gốm xưa và nay, mà còn góp phần giúp mọi người hiểu hơn các giá trị văn hóa, lịch sử, tiến trình phát triển của cộng đồng dân cư trên mỗi vùng đất. Đồ gốm có lịch sử lâu dài, đánh dấu bước phát triển, tiến bộ của văn minh nhân loại. Đồ gốm ra đời đánh dấu bước tiến vĩ đại đầu tiên của loài người khi đã biết dùng phản ứng hóa học ở nhiệt độ cao để biến đổi vật chất. Ở Việt Nam, đồ gốm đã ra đời cách nay khoảng 7.000 đến 8.000 năm. Và đồ gốm ở nước ta cách nay khoảng 4.000 năm đã trở nên rất phổ biến trong đời sống sinh hoạt của cư dân. Những di vật gốm sứ từ các cuộc khai quật được trưng bày tại các bảo tàng hay các tác phẩm nghệ thuật gốm sứ tại các triển lãm đều mang theo hồn cốt của dân tộc, trải qua nhiều triều đại với sự thăng trầm biến đổi của thời gian. Thế nhưng các tác phẩm này vẫn được các nhà sưu tập bảo tồn, gìn giữ. Qua đây giúp mọi người hiểu hơn về tiến trình lịch sử gốm sứ Việt Nam đã có từ rất lâu đời với nhiều bước phát triển gắn liền với các giai đoạn lịch sử văn hóa nước ta. Đây là buổi triển lãm gốm sứ cổ do Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu tổ chức tại nhà truyền thống số 13 Cu, thu hút hơn 40 nhà sưu tập trên cả nước với hơn 120 tác phẩm gốm sứ trải qua nhiều triều đại lịch sử về tham dự. Trong đó phải kể đến bộ sưu tập ấm trà men nâu, bát đĩa ăn cơm thời nhà Lê thuộc thế kỷ 15-16, bình hoa, chậu hoa thuộc triều Nguyễn ở thế kỷ 19. Tại triển lãm gốm sứ cổ có dòng gốm cây mai của vùng đất Sài Gòn gia đình xưa với hơn 300 năm lịch sử. Nhiều tác phẩm gốm sứ và vật dụng khá phổ biến trong đời sống hàng ngày của cư dân Sài Gòn và cư dân Nam Bộ xưa. Ngoài ra, dòng gốm cây mai còn có những tác phẩm gốm trang trí như đôn, chậu kiển, gốm thờ phụng tôn giáo như lư hương, bát nhang, bài vị, tượng thờ, gốm trang trí kiến trúc như long, rồng, voi, ngựa. Xem những tác phẩm gốm sứ cổ này thì mình thấy thực sự là mùa xuân nó có ý nghĩa, bởi vì mình có thể hiểu thêm về những tác phẩm nghệ thuật từ ngày xưa, nó cũng gắn liền với mùa xuân. Như là mình thấy có một số bộ sưu tập là có trúc, có mai, cũng có đào, đủ các loại, rồi là các cái gốm sứ cổ từ khoảng thế kỷ 17-18 từ thời Khang Hy, có những kỷ vật từ khoảng 2.000 năm trước. Mình cũng thấy khá là bất ngờ vì sự công phu của các nhà sưu tập. Trong chuỗi sự kiện văn hóa nghệ thuật thì có cái triển lãm gốm sứ cổ. Đây là một cái thể loại rất là đặc biệt. Phải nói rằng với bản thân được xem cũng như một người khán giả và một người làm lĩnh vực, thì khi tiếp cận vào cái triển lãm gốm sứ cổ này thì thấy rằng từ chất liệu, từ men, từ bàn tay khối óc của tiền nhân đã vun đắp và làm ra những cái sản phẩm rất là đẹp và tinh hoa và tinh xảo. Cái triển lãm gốm sứ cổ này của nhiều tác giả, nhiều người nhà sưu tập mà Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu là người kết nối và kêu gọi tất cả nhà sưu tập làm sao để có những cái bộ sưu tập đến với thành phố biển Vũng Tàu và để quảng bá được rới đến với mọi người dân và những người yêu thích. Còn đây là đợt triển lãm trưng bày tinh hoa gốm Việt do Hội Cổ vật tỉnh An Giang phối hợp với Bảo tàng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức, đã quy tụ 80 nhà sưu tập ở nhiều địa phương đến tham dự. Tại triển lãm, các nhà sưu tập đã giới thiệu đến người dân và du khách hơn 300 cổ vật gốm Việt đặc trưng qua các thời kỳ văn hóa, niên đại phát triển của đất nước. Mỗi sản phẩm gốm trong triển lãm đều mang theo những giá trị nghệ thuật riêng, tiêu biểu là các cổ vật gốm thời Lý, Trần, Lê với họa tiết tinh xảo thông qua các sản phẩm bát ấm hòa hoa sen, lư hương, nghe đèn, gốm chu đậu men trắng và men xanh. Ở miền Trung có các dòng gốm Sa Huỳnh, Châu Ổ, Champa với bình đất nung, bát đồng, bát chân cao, chén đĩa vùng cố đô Huế. Mỗi loại vật dụng gốm đều có những kiểu dáng chất liệu men khác nhau, tạo nên giá trị về tay nghề cũng như phong cách sử dụng trên mỗi vùng đất.
Bảo tàng tỉnh An Giang kết hợp với Bảo tàng Vũng Tàu và có cái triển lãm trưng bày gốm cổ như này là rất là đẹp. Mình cảm nhận cái quá trình lao động sáng tạo của người xưa là một cái quá trình lao động nghệ thuật thực sự. Tức là đối với cái người làm gốm ấy, có những cái tác phẩm người ta gọi là để đời, thì ở đây có những tác phẩm mình nói là thời gian nó không có bao giờ lặp lại được và nó sẽ thành trở lên độc nhất vô nhị luôn. Tham gia cái chương trình triển lãm cái tinh hoa gốm Việt ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu này, tôi mong muốn là các bạn cũng như nhà sưu tập cố gắng gìn giữ và phát huy thật là nhiều và là lưu trữ được những cái hiện vật đẹp văn hóa của nước Việt mình. Chúng tôi mong muốn là đem được cái giá trị tinh hoa của gốm Việt đến cho du khách trong nước cũng như là du khách quốc tế và người dân Bà Rịa Vũng Tàu đến đây được thưởng lãm, hiểu được cái giá trị lịch sử, mỹ thuật và cái kỹ thuật khéo léo của ông cha ta tạo ra những dòng sản phẩm gốm từ những cái xa xưa cho đến ngày nay. Ngoài các hoạt động triển lãm về gốm qua các triều đại được các nhà sưu tập gìn giữ có cơ hội giới thiệu đến công chúng, thời gian qua, Bảo tàng Bà Rịa Vũng Tàu còn chú trọng phối hợp với các đơn vị bạn tổ chức các hội thảo, một số triển lãm chuyên đề về gốm mang nét đặc trưng. Nổi bật có chuyên đề triển lãm văn hóa ốc eo tại Bảo tàng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu diễn ra từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6 năm 2022. Chương trình này giới thiệu đến người dân Bà Rịa Vũng Tàu, du khách 124 hình ảnh cùng 112 hiện vật về nền văn hóa ốc eo được lựa chọn từ các cuộc khai quật khảo cổ học tại di tích ốc eo Ba Thê và đá nổi Phú Hòa thuộc huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, với một số hiện vật thu được phục vụ cho đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân thời xưa như ly cốc, bình gốm, nắp đậy, chén ăn cơm, các phòng sâu chuỗi làm trang sức, vỏ sò. Văn hóa ốc eo là nền văn hóa tồn tại vào cuối thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ bảy sau công nguyên. Các lớp văn hóa ốc eo được xác định thuộc về Vương quốc Phù Nam. Đây là một vương quốc cổ nằm ở hạ nguồn sông Mekong và tiếp giáp biển gần khu vực Vịnh Thái Lan, nơi giao lưu của các nền văn hóa. Hôm nay mang đến buổi triển lãm về văn hóa ốc eo thì Bảo tàng tỉnh An Giang giới thiệu đến về phía Bảo tàng Bà Rịa Vũng Tàu cũng như người dân ở Bà Rịa Vũng Tàu biết về nền văn hóa ốc eo, gồm có một số những cái hình ảnh, những cái hiện vật tiêu biểu, trong đó có hai khu di tích đặc trưng nhất và tiêu biểu nhất, đó là khu di tích ốc eo Ba Thê và khu di tích đá nổi ở Phú Hòa, năm hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia tại Bảo tàng tỉnh An Giang và một số những cái hình ảnh tiêu biểu nhất về văn hóa ốc eo ở tỉnh An Giang. Hôm nay được đến thăm cái viện bảo tàng của Bà Rịa Vũng Tàu mình thì em tiếp thu thêm những cái lượng kiến thức về cái nền văn hóa. Cái tư liệu mà em nhìn thấy được thì em cảm thấy là cái cuộc sống của họ thời đó mặc dù là chưa phát triển nhưng mà đời sống tinh thần rất là phong phú và đa dạng. Em được có cơ hội tham gia và buổi tham quan bảo tàng. Bây giờ thì em cảm thấy rất là vui và thú vị bởi vì em có cơ hội được nhìn ngắm những cái cổ vật của nền văn hóa em. Đó em giúp em có được những cái kiến thức về lịch sử. Thì trước kia em cũng đã được nghe nói về văn hóa ốc eo và được học sơ ở năm cấp 3. Thì ngày hôm nay cũng cho em thấy được tận mắt những cái cổ vật, cũng thêm cho em nhiều kiến thức về lịch sử. Không dừng lại ở các cuộc triển lãm, năm 2022 và 2023, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Viện Khoa học Xã hội Vùng Nam Bộ tổ chức khai quật các di vật tại vòng thành đá trắng thuộc ấp Gò Cát, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. Các di vật gốm sứ thu được của người xưa lần đầu tiên giới thiệu đến giới khoa học và công chúng, gồm chum, chóe có đế bằng, phần thân dưới xuống đế để mộc, một số ít được phủ men gần kính, tô, bát, âu, liễn, đĩa có lớp men màu xám ghi, xám xanh rêu và một số ít màu vàng nhạt. Đây là những loại gốm đặc trưng của người Champa, chiếm tỷ lệ gần 70% từ các di vật. Ngoài ra, Trung tâm Khảo cổ Viện Khoa học Xã hội Vùng Nam Bộ còn tìm thấy một số mảnh vật dụng bán sứ có xuất xứ từ thời Lê Sơ nước Đại Việt với dòng gốm Chu Đậu nổi tiếng một thời của đất Kinh Bắc. Song song đó còn có gốm Thái Lan với dòng gốm Sawan Khalok, thời kỳ Sukhothai.
một số ít đồ sứ men ngọc, sứ vẽ màu, chủ yếu có nguồn gốc từ Trung Hoa vào thời kỳ nhà Minh. Những di vật đồ gốm sứ thu thập được trong quá trình khảo cổ học giúp nhiều người hiểu được văn hóa, tiến trình phát triển lịch sử trên vùng đất quê hương Bà Rịa Vũng Tàu ở giai đoạn thế kỷ 15 và 16. Trong các cái cuộc khảo cổ mà chúng ta đào trong lòng thành thì chúng ta phát hiện được rất nhiều các cái hiện vật gốm sứ, nó đến từ nhiều các nơi khác nhau, có nguồn gốc khác nhau. Thì như vậy cho thấy rằng là cái vùng đất này đã có một cái sự giao lưu, giao thương. Tôi nghĩ rằng vị trí Thành Đá Trắng với cái vùng cận biển của cái vùng đất Đông Nam Bộ và đặc biệt Vũng Tàu thì rất rõ cái vị trí giao lưu đó. Với những cái tư liệu mà chúng ta khai quật được thì tôi nghĩ rằng là chúng ta đủ sức khôi phục là toàn diện và trên cơ sở đó phát huy giá trị. Và như vậy thì cái việc mà cái chủ trương của Đảng và Nhà nước về cái việc vai trò của di sản trong phát triển bền vững, chính quyền địa phương Bà Rịa Vũng Tàu cố gắng nỗ lực để chúng ta có thể thực hiện ước mơ đó. Những triển lãm về gốm sứ của ngành văn hóa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong suốt thời gian qua là một hoạt động ý nghĩa giúp người dân hiểu sâu rộng về nghệ thuật gốm sứ trong đời sống xưa và nay. Các triển lãm còn góp phần giúp người dân nâng cao hơn nữa trong việc giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Thưa quý vị, chương trình văn hóa nghệ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt.